class, you are here. Chào mừng các em quay trở lại với bài học. Today, new grammar phrase of unit 13, recorded speech. Hôm nay chúng ta sẽ học một biểu ngữ pháp mới của chương 13, đó là lời tường thuật recorded speech. Now, look at the picture. Các em nhìn vào bức tranh nhé. On Saturday, Tim met John and told him about his injury. Vào ngày thứ bảy, Tim gặp John và kể cho anh ấy về cái vết thương của mình. I fell down the stairs. Tôi đã ngã cầu thang. On the next day, Sunday, John saw Linda and told her about Tim. John đã gặp Linda vào ngày chủ nhật và nói cho cô ấy về chuyện của Tim. He said that he had fallen down the stairs. Anh ấy nói rằng anh ấy đã ngã cầu thang. Như vậy các em thấy he ở đây chính là Tim. Và đây chính là lời mà John tường thuật lại lời của Tim, đúng không nào? Như vậy, cái này chúng ta gọi là lời tường thuật, hay chúng ta có thể gọi là câu tường thuật hoặc là câu gián tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nó nhé. Như vậy các em thấy reported speech dùng trong trường hợp nhắc lại câu nói của một người nào đó cho một người khác nghe, và nó có rất nhiều dạng câu tường thuật. Ví dụ như chúng ta có dạng câu tường thuật với câu kể reported speeches with statement, thường dùng với động từ tường thuật là said hoặc là told. Chúng ta cũng có thể bắt gặp một số dạng câu tường thuật với dạng câu hỏi, có câu hỏi statement question hoặc là câu hỏi với từ để hỏi generic question. Và chúng ta có thể sử dụng động từ ask, wanted to know hoặc là wonder để dùng và tường thuật. Và chúng ta cũng có dạng tường thuật của động từ nguyên mẫu có to hoặc là dạng verb và một số dạng động từ khác nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái đặc điểm chung cơ bản của tất cả các dạng câu tường thuật và sau đó thì đi vào phần câu tường thuật với câu kể. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với ví dụ ở đầu bài. Các em thấy việc Tim gặp John là vào ngày thứ bảy, lúc nào vào một cái địa điểm nào đó. Thì ngày hôm sau, vào ngày chủ nhật, John mới gặp Linda, đúng không? Như vậy, khi mà chúng ta tường thuật thì cái thời gian và cái địa điểm chúng ta tường thuật đã khác rồi, đúng không nào? Và người nói lẫn người nghe cũng đã thay đổi. Như vậy, các em lưu ý rằng có rất nhiều sự thay đổi khi mà chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật hoặc lời tường thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết. Ở đây cô cho các em thêm một ví dụ để chúng ta phân tích. Chúng ta có câu trực tiếp là I bought this bag 2 weeks ago. She said, cô ấy nói tôi đã mua cái túi này 2 tuần trước. Như vậy chúng ta tưởng thật lại, chúng ta sẽ nói là she said that she had bought that bag 2 weeks before. Vậy như vậy các em thấy trong cái câu tường thuật chúng ta thay đổi rất nhiều so với câu trực tiếp. Ví dụ như chủ ngữ này, động từ này, từ chỉ định this về that, rồi là 2 weeks ago chúng ta đưa về 2 weeks before. Vậy thì các em thấy cái điểm thay đổi đầu tiên dễ nhận thấy nhất đó là trong câu trực tiếp direct speech chúng ta dùng dấu ngoặc kép, nhưng mà khi đổi sang câu tường thuật thì chúng ta bỏ dấu ngoặc kép đi. Đó là về những cái từ chỉ nhân xưng. Những từ này có thể đóng vai trò là chủ ngữ hay mình gọi là đại từ, có thể là tân ngữ, có thể là tính từ sở hữu hoặc là tại từ sở hữu. Thường các từ chỉ nhân xưng mà thay đổi trong câu tường thuật nó là ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Ví dụ ngôi thứ nhất chúng ta có chủ ngữ là ai thì chúng ta sẽ chuyển sang là he hoặc là she tùy thuộc vào giới tính. Tân ngữ là me thì chúng ta sẽ chuyển sang là her hoặc là him. Tính từ sở hữu là my chúng ta sẽ chuyển sang là her hoặc là his. Đại từ sở hữu my chúng ta chuyển sang là hers hoặc là his. Cũng là ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta có we, chúng ta chuyển sang là they, us chuyển sang là them, our chuyển sang là their, đặt từ sở hữu ours chuyển sang là theirs. Ngôi thứ hai chúng ta có một từ đó là you. Nếu nó là chủ ngữ các em sẽ chuyển sang I hoặc là we tùy thuộc vào số lượng đối tượng. Nếu nó là số ít thì chuyển sang là I, nếu nó là số nhiều thì chuyển sang là we.
Ta hữu you thì chúng ta sẽ chuyển sang là me hoặc là us. Tính từ sở hữu là your, chúng ta sẽ chuyển sang là my hoặc là our. Và đại từ sở hữu yours, chúng ta sẽ chuyển sang là mine hoặc là ours. Một số trường hợp chúng ta sẽ cái từ nhân xưng đó nó đang ở mô thứ ba, ví dụ như là he, his, him, she, her, hers, it, is, they, them, their, theirs, personal name, tức là danh từ riêng, ví dụ như là tên riêng, hoặc là một cái danh từ mô thứ ba, ví dụ là students, là the students. For example, John will prepare dinner as he promised, she said. Như vậy, các em thấy trong câu trực tiếp của chúng ta thì ở đây có hai mệnh đề đúng không nào? Thì ở cả hai mệnh đề này, cái chủ ngữ của chúng ta, một là John là danh từ riêng, hai là he là ngôi thứ ba sỗi. Vì vậy khi chúng ta tường thuật, chúng ta sẽ giữ lại nguyên như vậy, chúng ta không thay đổi. Chúng ta tường thuật như sau: she said that John would prepare dinner as he had promised. Như vậy John và he không thay đổi. Điểm thay đổi thứ ba đó là về thì. Thì cơ bản chúng ta sẽ lùi một bậc. Ví dụ như là trong câu trực tiếp, nếu nó ở thì hiện tại thì chúng ta sẽ đưa nó về thì đó là quá khứ ở trong câu tường thuật. Nếu như trong câu trực tiếp đọc từ của chúng ta ở dạng quá khứ thì chúng ta sẽ đưa nó về dạng quá khứ hoàn thành. Nếu nó là tương lai thì chúng ta sẽ đưa nó về tương lai trong quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết ở từng trường hợp nhé. Ví dụ trong câu trực tiếp direct speech của chúng ta nó đang là dạng thì quá khứ đơn past simple thì chúng ta sẽ luôn thì đưa nó về dạng quá khứ hoàn thành past perfect. For example, he lived in Huế City, she said. Vậy chúng ta sẽ tưởng thuật là she said that he had lived in Huế City. Nếu nó ở dạng quá khứ thực diễn, chúng ta sẽ đưa nó về quá khứ hoàn thành thực diễn. For example, I was cooking at that time, they said. Chúng ta sẽ tưởng thuật lại là they said I had been cooking at that time. Nếu nó ở dạng hiện tại đơn thì chúng ta sẽ đưa nó về quá khứ đơn. For instance, you don't have to pay for this, he said. Chúng ta sẽ tưởng thuật là he said that I didn't have to pay for that. Nếu nó ở dạng hiện tại tiếp diễn, present continuous, chúng ta sẽ đưa nó về quá khứ tiếp diễn, past continuous. We are talking about him, they said. Chúng ta sẽ tưởng thuật là they said that they were talking about him. Tương tự như vậy, nếu nó ở dạng hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ đưa nó về quá khứ hoàn thành. For example, I have known her for 3 years, Tim said. Thì chúng ta sẽ tưởng thuật là Tim said that he had known her for 3 years. Nếu nó ở tương lai đơn, future simple, chúng ta sẽ đưa nó về dạng would cộng verb bear, tức là verb nguyên mẫu. For example, the manager will be back in 5 minutes, the shop assistant said. Như vậy chúng ta sẽ tưởng thuật là the shop assistant said the manager will be back in 5 minutes. Trường hợp nếu chúng ta gặp dạng nếu đọc từ trong câu trực tiếp nó là modal verb, ví dụ như là can thì chúng ta sẽ đưa nó về là could, may chúng ta sẽ đưa về là might, must chúng ta đưa về là had to. For instance, these tips may be useful to you, my teacher said. Như vậy chúng ta sẽ tưởng thuật là my teacher said those tips might be useful to me. Có một số trường hợp chúng ta sẽ không thay đổi thì của đọc từ khi chuyển sang câu tường thuật. Ví dụ, nếu như cái đọc từ của chúng ta trong câu trực tiếp nó đang ở thì quá khứ hoàn thành past perfect, hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn past perfect continuous, hoặc là tương lai hoàn thành future perfect, thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái thì khi mà chuyển sang câu tường thuật. For example, the train had departed before our arrival, he said. Câu này các em thấy động từ của chúng ta nó đang ở thì quá khứ hoàn thành had cộng phút tai đi, cho nên khi chúng ta tường thuật chúng ta sẽ giữ nguyên cái thì như thế. Tất cả những cái yếu tố
vậy chúng ta sẽ tưởng thuật là he said that the train had departed before their arrival. Tương tự với hai thì còn lại chúng ta cũng sẽ giữ nguyên cái thì khi mà chúng ta chuyển sang câu tưởng thuật. Một trường hợp nữa chúng ta cũng không thay đổi động từ trong cái mệnh đề cần tường thuật khi mà em thấy cái động từ tường thuật ở thì hiện tại. Ví dụ như là chúng ta dùng từ say, từ tell. Now look at the example. I will take B to school, she says. Như vậy các em thấy cái động từ tường thuật của chúng ta nó đang là says, vậy là thì hiện tại đơn lúc nào. Như vậy khi tường thuật lại chúng ta sẽ ghi là she says she will take you to school. Như vậy will take nó vẫn là giữ nguyên thì tương lai đơn, bởi vì cái động từ tương cập của chúng ta là says, nó đang là hiện tại. Nếu như câu trực tiếp của chúng ta chỉ tạo một sự thật hiển nhiên, một chân lý hay là một thói quen ở hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không có lùi thì. Look at the example. The sun rises in the east, the teacher said. Giáo viên nói là mặt trời nó mọc ở Đắk Nông. Vậy đây chính là một cái điều sự thật hiển nhiên của tự nhiên, đúng không nào? Như vậy khi mà chúng ta tường thuật, chúng ta cũng giữ nguyên cái động từ là rises, vẫn là ở thì hiện tại. Hoặc là ví dụ thứ 6 là nói về một thói quen ở hiện tại. Ví dụ như là I always have bread and eggs for breakfast, Peter said. Như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng là Peter said that he always has bread and eggs for breakfast. Ở đây chúng ta giữ nguyên thì, nhưng mà chúng ta phải làm sao phải có sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Chủ ngữ của chúng ta ở câu trực tiếp nó là I thì dùng have, nhưng mà sang câu tự thuật chúng ta sẽ chuyển sang là he thì chúng ta dùng have. Nếu động từ của chúng ta trong câu trực tiếp nó ở dạng should này, có cộng be này, would cộng be này, là máy chỉ có cộng be hoặc là must, và cộng be khi mà nó có nghĩa là chắc là, có vẻ là, thì khi mà sang câu tưởng thuật chúng ta cũng giữ nguyên như vậy. Các em nhìn ví dụ, student should listen to teacher's advice, she said. Thì các em thấy ở đây chúng ta có should cộng be, cho nên khi tưởng thuật chúng ta giữ nguyên. She said students should listen to teacher's advice. Hoặc là ví dụ thứ hai, you must be very tired to take care of your children without any help, she said. Thì must be ở đây nó có nghĩa là chắc là, có vẻ là bạn chắc là rất là mệt đây khi mà phải chăm sóc các con mà không có sự giúp đỡ. Cô ấy nói như vậy. Thì khi mình tường thuật mình sẽ nói là she said I must be very tired to take care of my children without any help. Còn một số trường hợp khác nữa nhưng mà cô không có đề cập trong cái chuyên đề lần này, và lần khác thì cô sẽ đề cập đến nhé. Cái sự thay đổi thứ tư đó là về những cái trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn. Ví dụ như trong câu trực tiếp chúng ta có từ yesterday thì chúng ta sẽ chuyển sang là the day before hoặc là the previous day. Nếu có từ ago chúng ta sẽ thay thế bằng before. For example, 2 days ago chúng ta sẽ viết lại thành là 2 days before. Có từ last thì chúng ta sẽ đưa nó về dạng the before hoặc là the previous. Ví dụ như là last week chúng ta sẽ nói là the week before hoặc là the previous week. Today thì chúng ta sẽ dùng that day. Tonight chúng ta sẽ chuyển sang là that night. Now chúng ta dùng là then hoặc là at that time. Tomorrow chúng ta sẽ sử dụng là the next day hoặc là the following day. Nếu có từ next trong câu trực tiếp thì chúng ta sẽ dùng the next hoặc là the following. Ví dụ như chúng ta có từ next month thì chúng ta sẽ chuyển sang là the next month hoặc the following month. Nếu có từ here chúng ta sẽ chuyển sang là there. Có từ this chúng ta sẽ dùng là that, và nếu là these chúng ta sẽ dùng those thay thế. Một số trường hợp chúng ta sẽ không thay đổi, ví dụ như các em có từ there, từ that, từ those và một cái mốc thời gian cụ thể nào đó. Look at the example. Number one, you can borrow those books, the librarian said to me. Như vậy các em thấy ở trong câu trực tiếp của chúng ta có từ those, vậy chúng ta sẽ không thay đổi nó mà khi mà chuyển sang câu tường thuật chúng ta sẽ ghi lại.
The librarian told me that I could borrow those books. Number two, we will have a mat on Tuesday, the court said to him. Vậy thì các em thấy ở trong này là có cái cụm là on Tuesday, đấy là một cái mốc thời gian cụ thể. Cho nên khi mà chuyển sang câu từ thật chúng ta cũng giữ nguyên nó. Chúng ta có từ thật là the court told him they would have a mat on Tuesday. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu một số cái điểm đặc điểm cơ bản của câu tường thuật. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Lời tường thuật với câu kể, reported speeches with statements. Thì lời tường thuật với câu kể là như thế nào? Thực ra thì từ đầu bài đến giờ cô đã lấy những ví dụ liên quan đến cái dạng này. Và chúng ta có thể tổng hợp bằng hai cấu trúc như sau. Cấu trúc thứ nhất đó là dùng động từ said. Các em có thể dùng that hoặc không, bởi vì phía sau là mệnh đề đúng không nào? For example, câu trực tiếp của chúng ta là he said I'm a plumber. Như vậy ở đây các em thấy đây là một câu kể thôi, như vậy chúng ta sẽ tường thuật lại là he said he was a plumber. Cấu trúc thứ hai hay sử dụng với dạng tường thuật với câu kể đó là dùng told. Thì các em thấy nếu mình dùng told, chúng ta thường thêm cái tân ngữ vào. Tell somebody, for example, you must pay me now, she told him. Cô ấy nói với anh ta là em phải trả tiền cho tôi ngay. Như vậy khi chúng ta tường thuật, chúng ta sẽ dùng told là she told him that he had to pay her then. Như vậy các em thấy ở đây này, cô ghi trong cấu trúc là subject 1, subject 2 để các em phân biệt rằng đôi khi hai cái subject này nó giống nhau, đôi khi hai chủ ngữ nó sẽ là giống nhau, nhưng mà đôi khi hai cái chủ ngữ ở hai cái mệnh đề thì nó lại khác nhau. Cũng là ví dụ chúng ta có ví dụ 1, he và he là một, nhưng mà sang cái ví dụ 2, she và là cô ấy và he là anh ta là hai cái khác nhau. Well, that's the end of our lesson today. Thank you for listening and see you later. Goodbye.